Quý vị đang trở lại với chương trình Tìm Người Thân cùng với anh Tuấn, được phát vào mỗi 11 giờ đến 12 giờ thứ năm hàng tuần. Và thưa quý vị, chúng tôi có một thông báo về những chương trình và những lễ hội trong mùa Halloween sắp tới. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã ở trong những ngày giữa tháng 10, như vậy chỉ còn chưa đông đầy 2 tuần nữa thôi. Chúng ta sẽ bước qua tháng 11 và cuối tháng 10, 31 tới tháng 10 sẽ có một trong những cái lễ hội mà các em nhỏ rất là yêu thích, đó là Halloween. Thưa quý vị, Halloween là một cái lễ hội về ma quỷ mà một cái văn hóa của Hoa Kỳ. Để hưởng ứng chung những cái nền văn hóa đó thì Little Sài Gòn TV chúng tôi đã có những cái chương trình về Halloween, cuộc thi hóa trang Halloween, Halloween Costume Contest. Và thưa quý vị, cuộc thi này ra sao, như thế nào? Chúng tôi mở cuộc thi này nhằm giúp cho quý vị có một sân chơi về những cái cuộc thi hóa trang, sẽ có giám khảo chấm điểm, quý vị sẽ có những cái cơ hội trình bày những cái phần hóa trang mình trước tất cả mọi người, và lứa tuổi dự thi là từ 3 tuổi tới 18 tuổi trở lên. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ có những cái phần ghi danh và hạn chót là ngày 30 tây tháng 10 sắp tới. Giải thưởng, chúng tôi sẽ có những cái giải thưởng, đó là chuyến đi tham quan Disneyland, chuyến đi tham quan Legoland, và cũng giống như là những cái vé xem những cái chương trình điện ảnh của Hoa Kỳ. Và mời quý vị hãy tham gia chương trình này. Mọi bảo trợ hoặc chi tiết ghi danh những đơn xin liên lạc với Little Sài Gòn TV 714-979-9562. Bây giờ chúng tôi xin được những cú phone tiếp theo. Hello, đây là chương trình Tìm Người Thân. Dạ. Dạ, tôi xin tìm người bản thân ạ. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Xin ông cho biết quý danh của ông. Dạ tôi Hê Lê. Dạ ông tên gì ạ? Hê Lê. Hê Lê. Dạ, số điện thoại là 714. Dạ. 402. Dạ. 3512. Dạ. Dạ rồi, hôm nay ông Hê Lê muốn tìm ai ạ? À? Tôi tìm một người bạn trước 75. Dạ. Là sĩ quan phục vụ tại trung tâm thẩm vấn tù binh cộng sản. Dạ. Ở Lầu Thé, thành phố Cần Thơ. Dạ vâng. À, tôi cũng phục vụ tại Lầu Thé, Cần Thơ, nghĩa trang quân đội. Dạ vâng. Nhưng mà người bạn mà ông muốn tìm là tên là gì, sinh năm bao nhiêu ạ? Tôi không nhớ họ, tên Tuấn. Dạ, tên Tuấn, dạ. Ông Tuấn. Em của anh Vạn và chị Hằng. Dạ. Ở đường Lạc Long Quân, Nha Trang. Dạ vâng. Tôi trước cũng ở 22 đường Lạc Long Quân, Nha Trang. Dạ vâng. Nếu bạn Tuấn có được tin thì gọi về số điện thoại ở trên cho tôi. Dạ vâng, 714-402-3512, đó là số điện thoại của ông Hê Lê muốn liên lạc tìm bạn Tuấn. Vâng, anh Tuấn xin kính chúc ông có một ngày tốt lành và hy vọng là ông sẽ có những cái cú phone của người bạn lâu năm của ông nhé. Okay. Dạ. Cảm ơn Tuấn nhiều. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân, hello. Vâng, xin chào. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Có lẽ là chúng tôi đã mất signal với cú phone vào khi nãy. Chắc là có lẽ là quý vị gọi mà đợi chúng tôi lâu quá. Thưa quý vị, nếu như quý vị mà gọi mà thấy chúng tôi không bắt máy hay gọi không được, xin mời quý vị hãy gọi lại thêm một lần nữa. Tại vì trên đường live có rất nhiều người gọi cho chúng tôi, thì nhiều lúc cái cú phone đó của quý vị nó di chuyển vào trong cái cuộc gọi chờ. Thành thử ra nếu như quý vị khi nãy nghe được cái tin này, xin mời quý vị gọi lại với chúng tôi ở 714-893-3264. Thưa quý vị, 714-893-3264. Và chúng tôi xin trở lại với trường hợp vào khi nãy của ông Hê Lê. Thưa quý vị, ông tìm bạn Tuấn, em của anh Vạn, chị Hằng, đường Lạc Long Quân ở thành phố Nha Trang. Khi trước thì ông Hê Lê cũng ở ngay đường Lạc Long Quân, Nha Trang luôn. Trước năm 75 thì ông Tuấn là sĩ quan phục vụ tại trại thẩm vấn tù binh cộng sản ngay tại thành phố Cần Thơ. Vâng, đó là chi tiết mà ông Hê Lê đã gửi cho chúng tôi vào ít phút khi nãy. Chúng tôi đã nhận thấy được những cú phone gọi lại của quý vị khán thính giả. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Hello. Dạ vâng, xin chào cô ạ. Dạ, tôi
Cô tên là thấy tìm người thân đó anh. Dạ vâng, đúng rồi cô. Xin cô cho biết quý danh họ tên của cô. Dạ tôi là Nguyễn Thị Dụa. Dạ Nhưng mà thưa cô, Nguyễn Thị Dõ à cô? Dõ là Dõ Rê O Y. Rê O Y A Y Nguyễn Thị Dõ. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy chúng tôi viết theo cái khả năng đánh vần của chúng tôi. Dạ vâng, cô Dõ, hôm nay cô muốn tìm ai thưa cô? Dạ, tôi muốn tìm cái đứa cháu kia tôi bằng dì ruột á. Dạ. Mà nó đi từ hồi năm 75. Nhưng hồi hắn đi thì hắn mới có 2 tuổi à. Mà tôi nghe cái tin của hắn là có về Việt Nam 2 lần. Dạ. Nhưng mà cô, lúc đi năm 75 là vượt biên hay sao cô? Dạ, nó đi là đi theo cái hội cô nhi viện đó anh. Hình như là cái đó là năm lúc năm 75 là baby leaf, tức là không vận của trẻ em đó hả? Đưa trẻ em đi qua Hoa Kỳ phải không cô? Dạ vâng, phải không cô? Xin chào, hello. Dạ. Dạ vâng. Cô có thể cho biết tên của người cháu của cô mà cô muốn tìm được không cô? Dạ, cô Nguyễn Thị Dung. Cháu là Nguyễn Thị Dung, dạ rồi. Dạ, cha của cô là... Mẹ của cô là Nguyễn Thị Xuân. Dạ. Dạ vâng, rồi. Như vậy là chắc qua Mỹ, chắc lúc cái khoảng thời gian lâu lắm, lúc 2 tuổi thì chắc cũng khó trong cái trường hợp này. Tuy nhiên thì chúng tôi với một lòng mong muốn tìm được những người thân của quý vị thì hy vọng là quý vị sẽ nhận được những cái phần tin tức. Xin cô Joy cho cháu số phone tay của cô đang gọi thưa cô. Dạ, có số phone đang gọi. Dạ. Có số phone của tôi hả? Dạ vâng, dạ. Dạ, cái số phone này là số phone nhà chứ không phải là phone ta. Dạ, số phone nào mà chúng tôi có thể liên lạc hoặc là người thân của quý vị có thể liên lạc được đó cô. Dạ, cảm ơn. 554. Dạ. 6970. 6970. Như vậy là 714 đầu quá ha. Dạ, 714 đầu. Dạ rồi, con cảm ơn cô Joy và con hy vọng là cô anh sẽ... Nhưng dạ. Tôi có biết là hồi đó là cái Thiên Nga đó, trung tâm Thiên Nga đó. Có gặp hắn ma cho cô Kỳ Duyên một cái ô dài. May hả cô? May dạ. Nhưng mà may cho cô Kỳ Duyên một cái ô dài mà màu giòn. Áo dài màu vàng. Như vậy cô có nhớ cái cuốn cái số mà có xuất hiện người cháu của cô là số mấy không cô? Dạ, cái cuốn băng nó chị nó lọt cái đâu mắt. Nhưng mà lâu chưa cô ha? Nó lọt mắt rồi. Nhưng mà lâu chưa cô? Dạ, chắc cũng là tấm mấy 90 gì đó. Năm á cô hả? Năm tám mấy 90 gì đó cô hả? Dạ dạ. Wow, như vậy là cũng là một khoảng thời gian quá lâu rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì là chúng tôi sẽ đưa trường hợp này của cô tới cho cô Kỳ Duyên để mà xem thử là cô Kỳ Duyên có nhớ được ai đã mang cái may cái áo dài màu vàng này của dạ, cô hay dạ, không cô ha. Dạ, cảm ơn cái áo dài của cô Kỳ Duyên tại cô Nguyễn Thị Dung nó tặng cho cô Kỳ Duyên một cái áo dài. Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, chúng tôi đã có những cái trường hợp này rồi, chúng tôi sẽ liên lạc thẳng với cô Kỳ Duyên để giúp cô trong cái trường hợp này ha. Và nhờ cô Kỳ Duyên có thể liên lạc với cô tìm cháu Nguyễn Thị Dung. Cháu xin cảm ơn cô Joy và hy vọng cô sẽ có những cái tin tức sớm nhất từ trong chương trình. Dạ, tôi cảm ơn trong đài. Dạ. Giúp cho tôi nếu tôi tìm được cháu tôi rất là cảm ơn. Dạ, dạ vâng, cháu sẽ chú tâm tới phần này. Dạ vâng, chúc cô một ngày tốt lành ạ. Dạ dạ. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, đó là phần 2 của trong chương trình tìm người thân này. Chúng tôi nhận thấy rằng chương trình đã kết thúc phần 2. Phần 3 chúng tôi vẫn mở đường line trực tiếp để quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi 714 893 3264. Xin mời quý vị theo dõi chúng tôi sau ít phút nữa.